Bởi vì có những cái nhiều khi các bạn chưa biết. Đối với bài này chúng ta sẽ làm gì? Đây là ảnh người ta cho, và đây là bức ảnh kết quả. Như vậy có một số cái chúng ta lưu ý trước mà. Đây, có một số cái chúng ta lưu ý trước là đối với bài này chúng ta chưa xử lý về độ mịn của ảnh, chưa xử lý sự sắc nét. Chúng ta chủ yếu là cắt ghép thôi. Cho nên bức ảnh này các bạn thấy nó sắc hơn bức ảnh gốc rất nhiều. Bỏ qua gì đấy. Và chúng ta sẽ cắt ghép như thế nào? Bây giờ trước tiên là các bạn nhận xét cái nền này. Tạo nền này bằng cách nào? Cái nền thôi nhé, chưa nói lại đến cái ngôi sao. Chúng ta tạo nền thôi. Hả? Lấy background. Không, cái này mình tạo được, không dùng background mạng. Ok. Vấn đề là tô màu bằng cách nào để nó ra được như thế này. Tô màu như thế nào đây? Rồi, thì các bạn chú ý nha. Các bạn thấy tô màu ở đây chúng ta có tô màu chuyển sắc từ đậm sang nhạt rồi sang đậm. Như vậy chúng ta sẽ nghĩ ngay đến tô màu Radiant. Chính xác, Ctrl N. Và các bạn chọn cho thầy là N. Và chúng ta sẽ new một cái layer để chúng ta tô màu. Và màu thì chúng ta sẽ chọn mẫu theo cái mà người ta có. Màu thứ nhất. Màu thứ hai là nó nằm ở giữa này nè. Thì chúng ta chọn tạm ở đây và chúng ta cho nó sáng hơn. Thì chúng ta sẽ có được cái màu ở giữa này. Cái này là đoán thôi. Như vậy khi chúng ta tô lên chúng ta sẽ thấy. Và các bạn tô màu, chú ý cái cách tô. Như vậy khi chúng ta chọn tô màu Radiant, nó sẽ có chuyển từ đậm sang nhạt giữa hai màu mà chúng ta đã chọn. Và cách tô. Như vậy các bạn thấy là ở đây xung quanh là đậm nè, ở giữa là nhạt nè. Như vậy có hai cách để mình tô việc này. Thứ nhất là các bạn chọn ở đây Radiant, bạn kéo ở giữa ra. Bị gì? Ngược. Đúng rồi. Thì mình đảo màu lại, kéo ở giữa ra. Được chưa? Ở dưới này đậm nhiều hơn, ở trên này đậm ít. Đây, dưới này đậm nhiều hơn, trên này đậm ít nè. Như vậy các bạn thấy là mình tô như vậy là tương đối. Được không? Tí nữa cần thì mình tô lại, không vấn đề gì cả. Bây giờ cứ chấp nhận như thế đã. Ghép ảnh này vô. Ghép vô. Vậy bây giờ chúng ta đơn giản là có cái border, có cái khung, chúng ta ghép hình cô gái này vô. Nó giống hôm trước không? Giống ha. Chúng ta sẽ lấy cái border này trước bằng cách là các bạn dùng hình chữ nhật để chọn cái vùng chọn hình chữ nhật này. Ctrl C, Ctrl V, dán vô đây. Được chưa? Rồi bây giờ nhìn nè. Cái này nó có cái màu xanh nằm bên tay phải, còn cái màu xanh của mình nằm bên tay trái. Ctrl T. À, cái này chúng ta sẽ đối xứng theo trục đứng, nó sẽ qua bên phải. Được chưa? Đối xứng theo trục đứng. Tiếp tục. Đối với lại cái phía sau, nếu như chúng ta copy cái border này để chúng ta đưa ra sau thì nó lại thấy cái màu xanh. Vậy thì chúng ta có thể là lúc nãy quên chứ không, chúng ta copy trước. Nhân đôi layer 2 lên, Ctrl G. Là layer 2 ở copy là ở trên, layer 2 ở dưới nè. Chúng ta sẽ làm sao để chuyển cái layer dưới này cho nó cao lên một tí. Ctrl T và chúng ta nhấn Ctrl. Bây giờ chúng ta tắt cái này đi trước nè. Ctrl T đối xứng qua cái đã.
Rồi, nhấn Ctrl nhé. Kéo lên. Kéo lên. Đối xứng qua rồi nè. Ctrl T. Tại sao đối xứng? Lý do là mình đưa cái màu xanh qua bên này, khi mà các bạn thấy là ở phía sau này mình đâu có thấy màu xanh đâu. Nên mình trả màu xanh lại. Rồi. Ctrl T, mình kéo cái layer dưới lên. Đúng rồi. Các bạn nhấn Ctrl và các bạn click chuột vô ngay cái điểm ở góc này nè. Dưới thấy không? Ok. Enter. Được chưa? Và chúng ta đã có được cái ở phía sau. Như vậy các bạn chỉnh, có thể là các bạn sẽ chỉnh lại. Chỉnh vô tí xíu. Rồi, như vậy là chúng ta đã có được cái album. Bây giờ chúng ta sẽ đưa bức ảnh vào. Hôm trước chúng ta ghép ảnh vào cái khung đó, thì cái khung người ta đã cắt nền sẵn. Bây giờ khung này chưa cắt. Chưa cắt thì chúng ta làm như thế nào? Có thể là cần hoặc không cần cắt cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cô gái này đưa qua. Ctrl C, Ctrl V, nằm ở dưới rồi. Có hai cách nhé. Cách thứ nhất là các bạn đục lỗ cái layer 2 copy cho nó lủng, bằng cách là các bạn chọn layer 2 copy, delete, thì layer phía sau nó nổi lên. Đó là một cách. Một cách khác nữa, các bạn không cần delete cái này mà các bạn đưa layer 3 lên. Nhưng mình vẫn chọn cái vùng tròn của layer 2. Và làm gì? Chính xác. Chúng ta chỉ lấy cái phần trong vùng tròn này thôi. Như vậy hóa ra là nó nằm trong cái khung ảnh rồi. Đúng không? Mình không cần làm gì hết. Và bây giờ vấn đề là cô gái này, mình cho cô gái nhỏ lại. Làm sao để thu nhỏ lại? Nếu như bạn ở layer 3, Ctrl T, chú ý chỗ này. Nếu mình cho nó nhỏ lại. Tắt cái liên kết đi. Đúng rồi, tắt liên kết với layer mask. Mình chỉ lấy cái layer thôi. Ctrl T và chúng ta kéo nhỏ lại. Enter. Được chưa? Đấy, như vậy các bạn thấy là những công cụ này chúng ta đã nói ngày hôm trước rồi. Bây giờ quan trọng là các bạn có làm và các bạn có nhớ không thôi. Tiếp tục nữa. Bây giờ copy ghép phần con hổ vô. Phần con hổ vô đây. Và tương tự như vậy, bạn có thể dùng gì? Layer mask để bạn ghép vô. Bây giờ ghép cái gì? Nằm phía sau bức ảnh. Và cái tay của cô gái, chú ý nè. Cái tay của cô gái nha. Đó, phía lỗ tai này là nằm lên trên. Nhưng mà ở chỗ này thì cái tay cô gái là nằm lên trên con hổ. Như vậy nó đang xen với nhau. Thì chỗ nào, giả sử như các bạn bây giờ bạn để cái phần con hổ lên trên cô gái thì nó mất cái tay. Thì chỗ nào mình muốn thấy cái tay thì mình làm gì? Dùng layer mask. Mình sẽ tô đen cái phần bên layer mask á, thì nó sẽ che con hổ đi. Che con hổ đi thì nó lại xuất hiện cái tay của cô gái lên. Rồi, mình sẽ chọn trước tiên là mình cũng cho con hổ nằm bên trong cái khung hình cái đã. Lấy vùng chọn này. Rồi, đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là mình sẽ di chuyển con hổ này vô cái lòng bàn tay và làm cái filter cho nó nhỏ xuống để mình dễ thấy. Bây giờ cái tay ở đâu? Ở đây. Ctrl T. Em đã xấu vô mới đẹp.
Rồi. Các bạn sẽ cho cái hình ảnh tay của cô gái che lên trên con hổ. Bây giờ mình sẽ tắt đi và mình lấy cái vùng tròn tay của cô gái. Rồi. Với layer con hổ thì chỗ này chúng ta sẽ tô màu đen bằng cách là Ctrl Shift Y, tức là vùng bên ngoài của con hổ chúng ta không muốn thấy, chúng ta nát delete. Rồi, che xong rồi. Bây giờ cái phần lỗ tai làm sao chúng ta lấy lại? Chúng ta làm sao? À, lấy lại cái lỗ tai. Lấy lại cái phần lỗ tai thôi. Tô màu trắng vô. Đó, như vậy thì các bạn có thể là làm kỹ hơn bằng cách là các bạn dùng cọ vẽ màu trắng hoặc là các bạn cọ vẽ màu đen, tùy cái nhu cầu của chúng ta là cho nó xuất hiện hay là nó ẩn đi. Nó xuất hiện hay là nó ẩn đi thì chúng ta sẽ tô trắng và tô đen ở đây. Ví dụ như chỗ này chúng ta muốn cho cái con hổ ẩn chỗ này đi. Đó. Rồi cái lỗ tai chúng ta muốn cho nó xuất hiện lại tí xíu. Rồi tạm thời là như thế. Chúng ta sẽ có là được nó ẩn ở bên trong. Bây giờ vấn đề là các bạn tạo cho nó nghiêng qua. Nghiêng qua thì dễ không? Dễ. Nhưng cho nó xéo như thế này thực ra cũng dễ luôn. Nhưng chúng ta phải làm gì? Ở đây á, ở đây khi mà chúng ta làm như thế này thì có bao nhiêu layer? Cái phần riêng phần khung ảnh của cô gái là đến 4 layer. Các bạn tạo cho thầy một cái group và đưa 4 layer này vào. Như vậy mình có group 1. Nguyên cả group tắt mở. Được không? Rồi. Nhân đôi group này lên. Ctrl G. Và để cái group 1 này lại. Để lại. Để dự trữ. Nếu mà có vấn đề gì thì chúng ta chỉnh sửa sau. Coi như group 1 này chúng ta đừng động đến. Và chúng ta sẽ copy thêm một lần nữa. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng là group 1 và group 1 copy 2, hai cái này. Chúng ta dùng hai cái này để làm. Group 1 copy, chúng ta cần Ctrl T, chỉ cần xoay lại là được. Xoay lại thôi. Không làm gì hết. Đấy, chúng ta chỉ cần xoay lại thôi. Hả? Lỗi gì? Ồ, không xoay hả? Rồi, lý do không xoay biết rồi. 1, 2. Mình không có liên kết cái mặt nạ. Để mình xoay lại coi. Ctrl T, ok. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ làm cái nền ở dưới. Cho nó nhỏ lại tí xíu. Mình làm ở dưới nè. Mình sẽ lấy copy 2 để mình làm. Liên kết vô. Copy 2 để làm. Và chúng ta sẽ cần Ctrl T. Nhớ là chúng ta làm được duy nhất một lần. Nếu như mà chúng ta điều chỉnh xong mà nó không đẹp thì bỏ cái phần group đó luôn. Copy cái group 1 trở lại và làm lại. Lý do. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn Ctrl và chúng ta kéo mấy cái góc này nè. Đó. Nhấn Ctrl để kéo mấy cái góc này.
Thấy chưa? Đó, chúng ta kéo góc. Và khi chúng ta kéo, có phải là các cái đỉnh này nó đi ngay cái góc của bức hình của chúng ta không? Các cái điểm mà chúng ta kéo đó, nó đi ngay góc của bức hình là mình điều khiển được. Bây giờ mình enter nhé, để mình chấp nhận cái này. Nếu mình thấy không đẹp, mình Ctrl T trở lại. Và nó sẽ xoay theo hình chữ nhật. Nó đóng khung cái hình của chúng ta. Và bây giờ các bạn kéo nè. Đó, nó đi ở đâu á, mình không hình dung được. Mình không điều khiển được gì hết á. Bây giờ mình kéo làm sao để mình điều chỉnh. Ví dụ mình muốn điều chỉnh cái này lên trên tí được không? Bởi vì khi mà đưa nó lên là cái này nó chạy theo nè. Nó không theo ý mình nữa. Cho nên ý thầy nói là nếu như bạn thấy là chỗ này không hợp nè, bằng cách bỏ luôn layer 2 luôn. Bỏ luôn cái này luôn. Lấy cái này copy lại, làm lại. Chứ không có không có sử dụng ấy được. Ctrl G cái group này lên ba, và chúng ta lấy cái ba này chúng ta làm, chúng ta lấy cái ba chúng ta làm. Ctrl T, nhấn Ctrl kéo. Bởi vậy thầy mới nói là chỉ kéo được một lần là như thế. Đấy, các bạn kéo như thế. Và chỉ được một lần thôi. Còn lần thứ hai là nó sẽ lỗi ngay, nó sẽ không đẹp. Ví dụ như thế. Enter. Được chưa? Và chúng ta sẽ làm cái ngôi sao. Làm cái ngôi sao. Hôm trước chúng ta đã học về cây cọ rồi. Chúng ta để dùng cọ. Và chúng ta dùng khá nhiều. Vậy thì cứ mỗi lần chúng ta dùng cọ, mỗi lần chúng ta dùng cọ thì chúng ta có thể dùng như thế nào? Đây là cọ tròn. Tròn. Cho kích thước lớn lên. Bây giờ chúng ta sẽ chọn vẽ trắng đen nhé. Thầy vẽ màu trắng. Nó vẽ ra một đốm hình tròn. Bây giờ thầy sẽ điều chỉnh lại bằng cách là thầy chọn cái brush và chọn cái roundness là cái bán kính là 10% thôi. Vẽ lại. Nó dẹp lại, cho size lớn lên tí. Thấy nó dẹp lại không? Bây giờ nó đang vẽ nằm ngang, thì vô thì chỉnh lại. Góc hiện nay là 0 độ, thì cho góc bao nhiêu là nó đứng? 90 độ. Đây. Ra cái hình dạng của ngôi sao. Không biết. Được luôn. Bây giờ một cách khác, mình sẽ thêm vô cái hình mà người ta làm là ở đây. Chỉ có vậy thôi. Nếu như các bạn thêm tí xíu nữa, cũng như thế nhưng mà mình thêm tí. Bằng cách các bạn chỉnh cho thầy 45 độ. Và cho nó nhỏ lại. Và điều chỉnh -45 độ. Và thêm một tí nữa. Thêm một tí nữa. Giảm chất lượng xuống. Rồi các bạn thấy cái ngôi sao của bạn nó sẽ rực hơn. Được chưa? Đúng rồi, bây giờ chúng ta chỉ có việc làm gì? Dùng công cụ mũi, nhấn Internet, Ctrl T, cho nó nhỏ thì chúng ta đã có được cái ngôi sao thứ hai.
được chưa? Và cứ thế chúng ta nhấn antenna kéo xuống đây, có ngôi sao thứ ba. Nhấn antenna kéo qua đây, có ngôi sao thứ tư. Cứ thế và chúng ta có nhiều ngôi sao. Cần tinh tế. Được chưa nào? Như vậy bài làm của chúng ta đã hoàn thiện. Hả? Đồ sắc nét bài sau. Bây giờ chúng ta làm đến đây là tốt rồi.